khi mà vâng. Bệnh gì ông đi tìm thuốc cho gà, ông đi lấy thuốc về cho gà ấy. Gà ông á? Vâng. Gà ông bị bệnh hay là bị gì? Chết hết rồi. Chết. Nuôi vất vả là mấy tháng rồi này, bây giờ gà là hiện tại là đang bị dịch. Trọng Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Là một ngày mới, xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống cái nhà của hai ông cháu để mà cập nhật cái tiến độ làm nhà hai ông cháu là tới đâu rồi, đã hoàn thiện như phần nào rồi cô bác nhá. Hôm nay cháu Lực đi xuống thì là thấy là vắng là ông cô bác ạ, mà anh em đội thợ thì vẫn đang miệt mài là cái công việc đang còn giang dở ở phía bên trong. Ở những cái video trước thì các bác theo dõi được rằng là ở phần trong nhà thì mấy anh em đội thợ đang đi vào hoàn thiện là bàn thái với lại là thêm là nhà vệ sinh đúng không bác. Thì có lẽ là buổi chiều hôm nay cháu Lực xuống thì chắc là có thể là hoàn thiện xong hết rồi các bác ạ. Bây giờ thì hoàn thiện từ trong nhà vào thì là phần bên ngoài là bắt đầu là nhiều những cái tấm ván gỗ này, rất là nhiều những cái đồ đạc. Thì sau khi mà hoàn thiện xong thì mấy anh em thợ sẽ hoàn thiện là tiếp tục là phía bên ngoài các bác. Đây còn phần cửa sổ này các bác đấy, thì sau khi mà anh em thợ hoàn thiện hết thì cháu Lực mới gọi xem là mấy anh em cơ khí đi vào đo cửa và tiến hành lắp cửa các bác. Chủ Toán thì đang là thực hiện lại cái cầu thang một chút của bác ạ. Này, cầu thang này liệu là hôm nay có xong không chú Toán? Vâng. Đấy, trong nhà thì mấy anh em thợ là cắt gạch cho nên là có rất là nhiều bụi các bác ạ. Cái cầu thang này thì là cháu Lực xé để chừa ra là tầm độ 60 phân các bác. Thì sau đó thì mới làm là cầu thang từ phía bên này lên này các bác này. Chừa ra 60 phân thì là gần bằng cái mái hiên này các bác. Cái mái hiên này nó có thò ra hơn một chút nữa. Tại vì là cái mái hiên này là nó là 1 mét thôi. Cái này là một tí là mình ốp luôn à chú? Vâng. Vâng. Trong này thì cô vẫn đang là tiếp tục là cùng là chắt mạch cô bác ạ. Rồi phần nhà vệ sinh này thì phần nhà bếp của bác thì cháu Lực là lựa chọn là nguyên hết phần ốp tường của bác nhà là nguyên màu trắng thôi, không có pha trộn với lại thêm là màu nào nữa. Hôm nay cô đeo bao tay rồi hả cô? Vâng. Tối hôm qua về tay có bị làm sao không cô? Có. Có à? Có bị ăn không cô? Chị ăn rồi. Đấy, hôm qua cháu bảo cô là đeo đi, cô bảo là quen rồi đấy. Đấy, kết quả là về đến nhà là bị ăn mất tay rồi. Hôm nay Giang với lại Thịnh Thiếc không sang à cô? Vâng. Vâng. Các cháu về thì ở nhà là còn phụ giúp là bố mẹ là công việc là lấy rau lợn, lấy cỏ, lấy củi cô nhỉ. Các cháu đi học thành ra là ở nhà cũng không có ai phụ nhá, chỉ có hai vợ chồng là khác làm thôi. Buổi trưa thì đợt trước thì các chú là còn ăn cơm ở đây là nhiều cô bác, nhưng mà đến buổi trưa thì cô chú lại ít ăn cơm ở đây hơn, tại vì là buổi sáng sớm đi làm ấy thì ở nhà là chưa có ai là cho cháu cho lợn ăn ấy, thì buổi trưa về là mới bắt đầu là công việc cho lợn cho gà ăn. Trong việc thì các chú với lại là tiếp tục là đi sang bên này. Mới ra bên này thì có vẻ như là hôm nay là anh Phòng là vừa mới hoàn thiện hả anh? Vâng. Cái ống này thì mấy hôm nữa là vẫn cắt ra anh nhỉ? Có chứ, anh để chừa lên thôi. Vâng, cái ống này là cái ống thoát nước của bác nhé. Còn phía bên này là cái bồn bồn toilet, bồn cái toilet với lại thêm là bên này là bồn rửa tay.
Đây, ở bên này sau khi mà vệ sinh xong ấy thì đứng đứng ra bên này cô bác nhé, là vẫn còn là rất là thoải mái. Ngay thì mai mới đặt đặt cái buồng kia lên đấy. Anh thử đặt cái buồng kia lên xem là nhìn trong nó có ưng, có. Nếu như các bác hình dung ra được thì ở đây sẽ là một cái bàn bồn rửa bát này. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng anh Phòng là đặt cái bồn này lên. Sau khi mà vệ sinh xong thì coi như là rửa tay ở đây thì nó sẽ tiện hơn. Cái này nhưng mà này thì theo anh tầm này thì đứng liệu một người đứng được vừa chưa? Mái rồi, tầm này rửa tay được vừa rồi. Rộng quá nó không có rộng nhỉ, gọi là rộng quá thì nó không có rộng mà bé quá nó không bé các bác, nó vừa kích thước mà mình sinh hoạt. Tầm ông với lại Mạnh thì đứng ở đây là vừa này, còn nếu mà như hai người lớn đứng thì là hơi chật quá. Là đây chỉ lúc mình vệ sinh thì từng người một thôi là có thoải mái, không có phải chật chội đâu. Như còn ông với Mạnh là thoải mái, ở trong thoải mái đấy. Này cô là vừa mới chắp xong cái xi mạch các bác, cho nên là nó còn dính trắng trắng một chút. Cái này thì không phải là cái cú đâu các bác nhá, là cái để lâu quá nó bị bụi thôi ấy. Anh để trong này cắt gạch. À vâng. Cứ bụi nó bám vào. Vâng. Anh nhất là cái gì dày mỡ. Vâng. Cô ấy lau đi lau lại có vẻ bóng quá cô nhỉ? Sắp soi gương rồi ấy nhỉ? À. Vài lần nữa soi gương rồi ấy nhỉ? Vâng. Ôi hôm nay đi xuống thì không nhìn thấy ông đâu, ông đi đâu rồi? Ông gà bị bệnh gì, ông đi tìm thuốc cho gà, ông đi lấy thuốc về cho gà ấy. Dạ ông á? Và ông bị bệnh hay là bị dịch? Chết hết rồi. Chết. Thế hôm nọ ông là bảo là bị mất, tưởng là bị mất chứ. À, anh bác bị mấy cái gì ông đi tìm thuốc về. Thế là Mạnh đâu rồi anh? Mạnh đi trường rồi. Thế là vừa rồi đi là cả ông cả Mạnh đi à? Vâng. À. Đấy Mạnh bị trường. Vâng. Cái này là chỗ này hiện tại anh đang đo đạc làm cái chỗ ngăn à? Vâng. Chỗ ngăn. Vâng. Cái bồn toilet này thì là vẫn nó không phải là như thế đâu các bác nhá, nó vẫn còn là một cái bình chứa nước xả nước ở trên này nữa. Đấy, chỉ là vừa rồi cháu Lực đặt để vào đây để ướm xem là khi mà mình ở đây thì nó sẽ còn dư thời gian không, dư cái khoảng không á các bác. Cái này thì là sau này là đi ra tận góc bên kia đâu các bác nhá, chứ không phải là đặt như này đâu. Này thì gọi là bây giờ thì đặt ướm. Cái này hiện tại mình đặt trước để xem không có thiếu gì không, nhưng mà có ít. Vâng. Vừa rồi thì có nghe anh Phòng có nói rằng là gà của ông là bị dịch chứ các bác, là không biết là bị gì. Ông đi hôm nay thì ông lại không có ở nhà với các bác ạ, đi xuống ấy điện cho ông thì vẫn điện được thôi, nhưng mà ông đang đi mua thuốc thì chắc là có lẽ là hôm nay là đi xuống là sẽ không có gặp ông nữa. Tại vì cái quãng đường là từ trên này đi xuống thì xa quá. Vừa rồi thì nếu mà ông có bảo cháu Lực là mua thuốc thì cháu Lực tiện đi mua thì xuống đây là ông không phải đi rồi. Ôi gà của ông chết ở đây hả chị? À ôi rồi, cái gà của bác này nuôi vất vả là mấy tháng rồi này. Bây giờ gà là hiện tại là đang bị dịch. Ngay dưới kia thì cháu Lực nhìn thấy là còn vài con là đi xuống cái kia rồi, nhưng mà nhìn thấy con nào con đấy thì cũng không có được khỏe mạnh nữa đâu. Con này là chết lâu chưa chị? Thế hôm nay chị gặp ở dưới kia à? Ra đến cái phần bên này thì sẽ lại ốp là cái gạch khác của bác ạ, sẽ không có ốp là giống cái màu là nền nhà cả. Cái cầu thang thì là ốp sẽ loại khác hơn một chút. Ngay trong nhà thì
vẫn là chưa có gì là gọi là thay đổi là nhiều cả cô bác ạ. Thay đổi thì mỗi là cái chỗ ở phần là nhà vệ sinh thôi. Nhà vệ sinh là nhà bàn thái nữa. Đấy, ngày mai thì chắc là có thể là dọn dẹp được rồi cô bác ạ, ngày mai ấy. Đấy, dọn dẹp là những cái đồ dùng của anh em thợ thôi. Ủa. Cái màu gạch của cầu thang thì là cháu Lực sẽ lựa chọn là cái loại màu này các bác này. Cái loại màu này thì nó sẽ nhìn nó ưng hơn đấy. Ở phía trong nhà thì mấy anh em thợ là vẫn đang đi vào thực hiện các bác. Ở dưới này thì hiện tại thì ông đang không ở nhà rồi các bác ạ. Cháu Lực sẽ đi xuống này xem là gà của ông thì là liệu là có bị chết con nào rồi đây không cô bác nhá. Đấy, như con này thì bị ruồi bâu mất rồi cô bác. Bị ruồi bâu mất rồi con này cô bác ạ. Cháu Lực sẽ che cái đầu lại cô bác nhé, để tránh trường hợp là nó bị ảnh hưởng tới chính sách của YouTube đấy. Ở dưới này thì cháu Lực nhìn thấy là còn là vài con nhỏ thôi cô bác ạ. Ruộng nhà ông thì là khắp nơi là cũng bị sạt này. Gà của ông thì hiện tại là vẫn chưa làm chuồng các bác ạ, vẫn chưa có chuồng, thành ra là buổi đêm là nó cứ đi ngủ ở trên những cái gốc cây này thôi. Trước thì còn là cháu Lực xuống đấy còn hay ngủ ở trên cái cây to to này này các bác này. Đấy. Ra đây là xem là có con nào là tình trạng mà nó bị là gật gù gù không các bác. Ở đây thì không biết là nhà Quyết ở trên này thì có bị dịch không các bác ạ. Nếu mà như bị dịch thì chắc chắn là nhà Quyết là cũng sẽ bị dính. Còn là trừ phi là nó bị thêm là cái gì thôi. Đây thì cũng có thêm là vài con nhỏ nữa thôi cô bác ạ. Vất vả là nuôi một năm rồi, gà qué thì không may là bị dịch hết, không may là ông phải chạy vội đi tìm thuốc rồi. Trong này còn là vài con nhỏ nữa. Đây thì ông không biết là ông cất cái gì ở đây đâu các bác. Đây thấy là ông trồng cả rau cải nữa. Đây là ông có để là vài con gà đây đâu các bác này. Đâu đó là tầm độ là 3 đến 4 con gì đấy. Không biết là mấy con này là có con nào bị ảnh hưởng không. Cái thửa ruộng này là ông có cá chép ruộng ở đây này cô bác này. Chỗ này thì có rất là nhiều. Cá chép ruộng ở đây rất là nhiều, bơi tung tăng ở đây. Nhưng có một con thì cháu được nhìn thấy là khá là to đâu cô bác. Ông bảo là trước là ông nuôi là 300 con hay sao ấy. Ở trong quá trình nuôi thì nó vẫn còn là có những con thì bị chết này, có những con thì bị rắn ăn mất.
cái đàn gà là vừa rồi cháu được gặp ở dưới kia thôi. Này không biết là hôm nay là ông lên trên để mua thuốc gì đấy cô bác ạ. Chắc là thuốc gia súc được cầm về trộn cho gà ăn. Đấy, như ở đây thì cái chuồng gà của bác này, chuồng gà thì ông cũng làm tạm bợ thôi, cho nên là hiện tại thì gà không ở đây nữa đâu. Cắt gạch thì phải nói là rất là bụi, nhưng mà các chú là không có đeo khẩu trang quá. Bây giờ phía bên này thì hiện tại là chú Toán đang đi vào hoàn thiện thêm là cái phần đi vào hoàn thiện thêm phần cầu thang của bác ạ. Này chỗ này thì sẽ để đô ra là 60 phân, xong thì mới làm cầu thang đi xuống dưới các bác. Thì nhìn ngôi nhà nó trông là nó được hơn đấy các bác. Hôm nọ thì cháu lực làm mà thòi quá thì là không được mấy. Đây, sau khi ngày mai hoàn thiện thì lau dọn là nhà thì chắc là tổ tầm 1-2 ngày thì nó sẽ sạch bóng loáng hết các bác. Bác à, lại ra bên này lấy cỏ à, bác? Vâng ạ. Bác có vẻ bác có vẻ cũng có tí men đấy nhở? Ôi giời. Thấy là bác là mặt rất là tươi rồi. Một ngày thì uống tầm độ bao nhiêu cốc bác? 3 cốc. Một ngày 3 cốc à? Mỗi cốc là rơi vào tầm độ 5 chắc là rơi tầm 300-400 ml thì chú nhỉ? Ui. Đến không chú? Chắc đi một chai luôn. Nhưng mà uống thế này thành nghiện không chú? Hả? Thành nghiện rượu không? Không nghiện. Vẫn không nghiện đâu. Mỗi ngày đều là 3 cốc là vẫn không nghiện đâu chú nhỉ? Có thì uống một cốc thôi. Hôm nào con cũng về đây mà. Phải lâu là cái kiểu này là nằm như nó cũng được. Giờ nó phải làm thứ tư ấy nhỉ bác nhỉ? Có kép phải hiểu là mới biết chứ. Làm như lắm chứ. Làm nhà thì những cái gạch vụn như này có bác này thì không thể là tránh khỏi được cả, tại vì là những cái góc mà cái góc nhà ấy cắt nếu mà để mà gạch mà không cắt được một chút nào thì phải nói là đỉnh cao rồi.
đổ nào lắp cái nhà thì không có cái gạch vụn. Tại vì là lấy vào là những cái góc tường nó không có đâu. Đó ông nào nó bảo là lát cái này. Lát luôn. Hôm nào làm xong là mới lại nhà ông Sò nhỉ? Ừ. Cái này làm phiền phức lắm, làm nhanh không được. Thôi. Bao giờ tân gia thì không thể thiếu bác được ấy nhỉ bác nhỉ? À? Bao giờ tân gia thì chắc không thiếu bác được ấy nhỉ? Bác cũng hộ ông Sò nhiều ấy nhỉ? Không, nhưng mà ông thì hộ nhưng mà không biết làm gì hộ cái gì được. Nọ bác xuống hộ vác gạch đây. Vác gạch kéo điện nhỉ? Là gồm có các bác các chú hết đấy. Hầu như là những cái công việc mà phát sinh ra đấy cô bác ạ. Không lấy thuê là nhiều. Các bác hàng xóm thì cũng thỉnh thoảng là cũng ra giúp. Chó này có cần xích đâu. Có đấy. Bây giờ nó vào dòng của chú à. Trên này chơi mất bao nhiêu rồi. Mất bao nhiêu thóc rồi à? Ừ. Mai bác bảo ông Sò xích chó lại. Đấy, mai là một con quan của nó. Con đi chơi thế này là phòng của chú thôi. Nào, nó xích kia là. Đây bây giờ là đến ốc gạch được các chú nhỉ? Phòng này đang cắt góc rồi. Cái này đẩy em thấy các chú đẩy 3-4 lần là vẫn chưa đứt đấy nhỉ? Và thấy thì đẩy quảng cáo đẩy có 1-2 lần thôi là đứt rồi, nhưng mà đây là các chú đã phải đẩy thêm nhiều lần đó. Tại vì đẩy 1-2 lần thì gạch nó bị vỡ, thành ra là các chú lại phải đẩy nhiều như thế. Có cái này thì dùng tiện hơn cái máy cắt kia anh nhỉ? Cắt nó cũng nhanh hơn. Cắt góc không được á? Vâng.
này nếu mà như anh Phòng vừa nói đấy, cắt thẳng này thì cắt được có bao nhiêu, ví dụ như cắt là góc và tầm nhìn phía bên này đấy, góc bàn này thì cắt là hầu như là cắt không được, là phải dùng đến cái máy cắt tay kia thì mới cắt được rồi. Oxy keo là không được đâu anh nhỉ. Nhưng mà cái này có loại xi nào mà xi trắng trắng gì không anh? Xi trắng như kiểu là cái chất vứa à, chất mạch kìa. Nhưng mà nếu mà để cái xi kia với lại xi này xi nào tốt hơn? Này chú phải lăn đi lăn lại nhiều lần thì nó mới xem là bằng hay không bằng đấy, chứ không là máy nữa là một là chú cao chú thấp rồi. Bên này từ dưới này lên thì sẽ là cái cầu thang của bác ạ. Bên dưới kia thì còn thêm là hai cái bậc thang nữa. Này cháu của chú bóc cái này nhá. Này là một tay quay một tay làm một chút của bác ạ. Ông thì đến giờ là vẫn chưa có về các bác ạ. Đau thì buổi sáng là có đưa bé Mạnh là vừa rồi các bác đến buổi chiều ấy là được đưa cả bé Mạnh là đi học nữa. Ôi rồi thôi. Cái phòng là hoàn thiện nhà vệ sinh rồi. Thiếu một tí keo nữa. Chưa mất tiền em ấy. Gạch vụn là sau khi mà hoàn thiện nhà là cũng đâu đó là gần hết luôn rồi các bác này. Ở đây thì chắc là nếu mà tính viên ra tầm độ thêm là 30 viên nữa thôi. 30-40 viên gì đấy. Ngày mai thì mấy anh em thợ sẽ tiếp tục là đi vào hoàn thiện thêm những cái phần pháo chỉ của bác ạ, chắt qua để cho nó mịn lại.
gạch cầu thang rồi thì nó sẽ khác ở cái gạch là trong nhà các bác nhé, cho nên không lựa chọn là ở cái gạch cầu thang với lại là gạch giống nhau cả. Biết là trong cái nhà vệ sinh thì anh Phong đã hoàn thiện tới là cái công đoạn nào rồi các bác. Ra phía bên này thì là mấy em thợ là hoàn thiện hết rồi, ngày mai thì sẽ đi vào và lắp vào những cái vòi hoa sen và những cái bồn rửa bát này nữa, thêm là cái bồn là vệ sinh này nữa các bác. Ở chỗ này thì hiện tại là đang anh Phong là đang đi vào hoàn thiện thêm là cái chỗ mà dùng để ngăn vách các bác nhé. Chỗ này thì sẽ có một cái ngách là cái ngách ngăn nữa để cho tránh là cái lúc mà mình tắm rửa đây này các bác, tắm rửa đây thì nước nó không bị chảy đi xuống dưới. Đấy, và lúc mà mình xả cái vòi này thì nó không có bị tràn ra tất cả cái không nước. Sau này thì ở trên này thì sẽ thêm là một số cái đồ nữa. Đấy, một số đồ để mà che cái tắm. Tắm thì sẽ là sẽ đi vào là cái hốc góc này là để hất ra các bác ạ. Thì chạm mặt rồi đấy chị nhỉ. Đấy, khi mà nó có cái nước xịt keo đấy là có dùng cái cắt này các bác này, cắt này lâu thì nó ra rất là dễ dàng, nó hút đấy. Trong này thì là chỗ nghỉ trưa của mấy anh em thợ đâu các bác ạ. Hiện tại là buổi tối là ông vẫn chưa có đi vào và ngủ cả. Và ông bảo là chọn cái ngày nào mà ngày đẹp thì ông mới lên. Ở đây là mấy cái đồ mà anh thợ anh Phòng sẽ dùng để mà lắp công tắc này các bác này. Ở đây thì sẽ dùng thêm là cái áp này thì chắc là anh Phòng sẽ để vào tầm đồ cái góc nào đấy. Cái này áp này là áp tổng các bác. Cái áp tomat này thì nó rất là tiện các bác ạ. Khi nào mà có nó bị chập cháy hay là như thế nào đấy thì nó sẽ tự động là ngắt. Này không biết là chắc là anh Phòng lắp ở đây sao ấy. Cái áp tomat này lắp ở đây luôn à anh Phòng? Có phải không anh? Có, lắp bên trên đấy. Lắp bên trên này thôi à? Lắp ngoài. Vâng. Nhưng mà có phải là lắp ở chỗ này không hay là ở trên này anh? Trên này đúng không? Thế là dưới này là có thêm là một cái công tắc nữa các bác, ổ điện nữa. Một cái áp tomat là sẽ nằm ở đây. Đây là cái áp tổng. Như cái áp này như là nếu mà có bị chập cháy ở đâu là nó tự động ngắt nhỉ? Vâng. Thì nó sẽ rất là nó an toàn hơn lại là cái loại là cái cầu dao này các bác này. Cái cầu dao này thì nếu mà như chập cháy thì là mình phải ngắt xuống thì nó mới dừng được, còn cái này thì khi mà nó chỉ cần ông với lại Mạnh là chỉ cần gọi là làm cái gì chập cái thì áp này nó sẽ tự nhảy luôn. Đấy, mình chỉ cần là thay lại cái áp này thì là được rồi. Đấy, phía này thì có vẻ như là anh Phòng là đã hoàn thiện một cái rồi các bác này. Cái này là chưa có, anh Phòng là chưa có để cái nút công tắc nữa. Chắc là anh cũng đang ướm thử đúng không ạ? Cái công tắc thì là ở đây đúng không? Cái công tắc này thì là vào ban đêm các bác nhé. Công tắc này thì là cho lực xe sôi vào ban đêm thì nó có một chút kiểu là cái lớp nano đó các bác, lớp phủ quang hay sao ấy. Đấy, lớp phủ quang thì ban đêm là nếu như mà mình mà không có dùng cái đèn pin soi thì nó vẫn sẽ sáng lên, thì mình sẽ bật nó sẽ dễ dàng hơn một chút. Nó không sáng hẳn đâu nhưng mà nó chỉ là hơi hơi bóng bóng loáng loáng thôi. Đây thì sẽ là rất là nhiều ổ điện. Đây thì chắc là ổ điện này là ổ điện ở trong nhà, ở trong cái phần phòng ngủ của bác này sẽ gồm là một công tắc và thêm là một cái ổ nữa khi mà ông sạc điện thoại hay là sạc gì đấy. Còn có những cái ra bên phía bên này có bác, bên này thì sẽ lắp là hai cái công tắc,
một cái sẽ là ví dụ như cắm nồi cơm điện hay là cái gì đấy. Còn là bên kia nó cũng sẽ có hai cái của bác ạ. Đấy là những cái bảng điện mà chạy quanh nhà. Vừa rồi thì cháu Lực đã nói sơ qua một chút cô bác ạ. Đây thì bây giờ chú phòng đã hoàn thiện là xong là một bậc rồi. Nhưng mà cái bậc này thì cháu Lực làm. Cái bậc này thì sẽ là bậc to đâu các bác nhé. Còn những cái bậc dưới thì là nó rơi vào tầm độ 20 phân. Đây 20 phân thì cái thước mà ở nước ngoài đâu chú Toán nhỉ? Ở bên trên đấy. À đây này. 20 phân thì sẽ 20 phân là tầm bao nhiêu tầm đến số máy chú? 20 hôm nọ chú đo chưa? 20 phân là đến số máy? 8. Dạ. À đến số 8 à? Cái này nếu mà như có một số bác là ở bên Việt Nam thì các bác 20 phân thì các bác hình dung ra được rồi, còn một số các bác là ở bên nước ngoài thì 20 phân là vẫn chưa hình ra được. Thì là cái thước này là thước ở bên nước ngoài này, trước là cháu Lực cũng được là được tặng thì sẽ một bậc cầu thang là sẽ rơi vào tầm độ là đến số từ số 1 là đến số 8 của bác. Có lẽ là cái công việc mà hôm nay của mấy anh em đội thợ thì cháu Lực cũng xin phép là cập nhật là tới đây thôi cô bác ạ. Và hôm nay đi xuống thì không có bắt gặp là ông ở nhà cả cô bác ạ. Hôm trước thì đi xuống thì cũng không gặp ông, là ông đi làm thuê mất rồi. Hôm nay đi xuống thì là các bác thì cũng nhìn thấy rồi, gà của ông thì hiện tại thì đang bị dịch chết rất là nhiều. Có những con thì còn đang bị chết ở ngoài kia, còn là chưa có đem chôn này đem vứt cả. Có lẽ là một tí nữa ông sẽ về thì sẽ bảo ông là dùng một chút là vôi nữa, một chút vôi để mà chôn những con gà đi thì nó sẽ không có bị là bị lây lan nhiều không á. Thì có lẽ là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này thôi các bác ạ, và rất là cảm ơn các bác đã theo dõi hết video, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những cái sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Thank you.